Hôm nay là mình chia sẻ clip lóc chống trộm trên xe quay nha mọi người, để đáp ứng yêu cầu của một vị khán giả đã kêu nghĩa là lắp trên xe quay, thì hôm nay mình đã lắp trên xe quay rồi đó mọi người. Cứ nhớ xe quay, xe game các kiểu trên dòng xe số là mình lắp theo kiểu này là được hết nha mọi người. Không, đơn giản chỉ tháo ốp bên đây thôi. Quay với game là có ốp bên hông nè, có ốp bên hông nè, chúng ta tháo ốp bên hông nó rất là dễ. Cứ nhớ vị trí cục mua ghim sườn nó là nằm ở đây nè. Bất cứ xe nào, xe Sigurd, xe Future hay là bất cứ xe số nào cũng vậy hết á, cục mua ghim sườn nó nằm ở đây, tiến hành tắt dây mát của nó là xong. Còn đợt trước là do Nghĩa tách mát qua cục IC. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nghĩa. Trước đây Nghĩa có chia sẻ một đoạn clip chống trộm xe máy chỉ 5K, thì video clip đó đã nhận về rất là nhiều comment tích cực. Nghĩa cảm thấy thật sự rất là vui, bởi vì những cống hiến của mình đã được ghi nhận. Thì hôm nay quay trở lại với chủ đề là tiếp tục lắp chống trộm cho xe máy, nhưng lần này mình sẽ lắp kiểu khác nữa nghe mọi người. Ở trên xe quay thì hôm bữa cũng có khán giả comment cho Nghĩa là hướng dẫn lắp trên xe quay đi anh ơi. Thì hôm nay để làm theo yêu cầu của khán giả đó, mình sẽ tiến hành lắp trên xe quay, lắp kiểu khác cũng cực kỳ là đơn giản. Thì hôm nay mình đến nhà lắp cho xe của ông bạn trên chiếc xe quay. Sẵn đây mình quay đoạn clip chia sẻ lại với cả nhà luôn. Hôm nay chủ nhật nè, mình cũng hơi rảnh rồi mình đi lắp cho bạn, rồi mình sẵn đây mình quay clip luôn. Và đi vòng qua đây nè, con quay vô đây nè. Thì đối với dòng xe quay nè, quay và rim thì giống nhau nha mọi người. Chúng ta không tháo IC ở trên, mà là chúng ta sẽ lắp qua mu rim sườn. Thay vì chiếc Sigurd chiến vừa rồi của Nghĩa là bộ phận này nè nó liền, cho nên để hạn chế mình gã gáp vàng áo đó, cho nên Nghĩa mới tháo ở trên cấp yên cho nhanh. Nhưng mà lần này là trên dòng xe quay, quay 100 hay là quay 110 hay quay Thái hay là các dòng xe số, mình lắp theo kiểu này đều được nghe cả nhà. Đây bây giờ thì tránh mất thời gian của mọi người nè, mình cũng đã có gắn trước công tắc rồi, cũng như thường lệ thôi. Hai chân, ba chân nè, mình xài một chân giữa một chân ngoài, còn chân đây mình bỏ để xe cua nha. Thì cũng một sợi dây điện dân dụng, dây này là dây 1 chấm nghe cả nhà. Mình ghé tiệm điện mình mua cỡ khoảng 1 mét dây điện 1 chấm. Thì có đoạn mình sẽ tua qua hơi nhanh một tí, cả nhà thông cảm giúp Nghĩa nha. Đó, mọi người thấy không? Rồi bây giờ mình để qua đây. Rồi đây, bây giờ nè, đây là việc chính đây nè mọi người. Đây là cục bu rim sườn. Lần trước là Nghĩa chia sẻ hướng dẫn mình tách dây điện thông qua cục IC ở trên dòng xe Sigurd. Nhưng lần này trên dòng xe quay nè, mọi người chỉ việc gã một ốp bên đây, rồi tiến hành nè, đây nè. Cái này là cục bu rim sườn nè, đó. Thay vì bây giờ công tắc đã đấu xong nha mọi người, 2 giây chúng ta nè tiến hành mình cắt ngang đây, mình quay lại cái là xong. Thì ở đây là ví dụ như mình rút cái chân này ra cũng được, rút ra mình quay cũng giống như là chiến trước gì đó cả nhà. Nhưng mà cái này có dấu cắt của ai sẵn trước đó nè, thì mình sẽ tiến hành mình tách ra làm hai ha. Cái này là mình ngắt lửa, điện bình đề đèn kèn đồ này kia là vẫn còn y thinh. Thì như Nghĩa đã chia sẻ nè, đây là một cọng dây mát nhỏ của cục mua ghim sườn nha. Chúng ta chỉ việc tiến hành cắt hai ra đây đó, rồi cho hai dây của công tắc nè vào một chân này một chân này đó, thế là xong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nối vào luôn nè. Nhớ quấn băng keo kỹ lên nha cả nhà.
Do chiếc này nghĩ đi nghĩ quên đem dây đốt theo cho nên mình phải quấn băng keo. Nó cũng không có quan trọng lắm đâu, cứ ngoai chắc vào rồi quấn băng keo kỹ vào là được rồi. Thì Nghĩa xin nhắc lại, do để bảo vệ tính riêng tư cũng như là bí mật của anh Vũ, cho phép Nghĩa không quay vị trí lắp công tắc nha mọi người. Nếu mà chúng ta làm ở nhà thì chúng ta lắp theo vị trí nào mà mình mong muốn á, để đảm bảo bí mật á. Nói chung ra làm chống trộm kiểu này thì cực kỳ rẻ, chỉ 5k thôi, đơn giản dễ làm. Mình đã lắp cho rất là nhiều xe của mọi người nè, xài cũng rất là ok. Trên dòng xe quay, ghim hay là bất cứ xe số nào cũng vậy, mọi người cứ tìm ngay cục mugin sườn nè, tách cọng dây sau là được rồi. Video trước Nghĩa chia sẻ cũng rất là chi tiết, nhưng mà có một số khán giả cũng không hiểu nữa mọi người, mình cũng không biết sao luôn á. Đã quay clip thì mình cố gắng mình quay, mình chia sẻ hết sức là nhiệt huyết và nhiệt tình nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test thử cho mọi người nha. Do xe này không có đề được đó, bây giờ mình đã câu qua mugin này nè, tách dây rồi nè, qua công tắc nè, bây giờ mình tắt nè đó, giờ đạp hoài không nổ đó, đúng không? Rồi bật công tắc lên nè, một phát một nổ. Mình câu cách này để tắt đi, mình câu cách này thì chỉ tắt mát máy thôi nha mọi người. Điện bình kèn đèn các kiểu thì còn ethin, còn ethin luôn nha. Đó, đơn giản vậy thôi, chỉ 5k. Quên nữa, lần trước có khán giả đã hỏi mình công tắc nè, mình cũng đã có gửi cho một số người, mình cũng đã gửi cho một số khán giả. Tiếp tục với video này, nếu mà ai mình không biết chỗ mua hoặc là mua không được thì cứ comment vô cho địa chỉ, số điện thoại chính xác đi, rồi Nghĩa sẽ tiếp tục gửi gửi cho mọi người một hai cái để mình sử dụng nha. Tại vì chiếc công tắc này có người mua được, có người không biết chỗ mua. Mình thì ở đây mua rất là dễ, chỉ 5.000 một cái thôi. Cứ comment vào, comment vô đi rồi mình sẽ gửi cho nghe mọi người. Cũng y chang như chiếc Sigurd của mình. Giờ xe này không có đề được nha cả nhà. Nó bây giờ đạp hoài không nổ nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật công tắc lên nè. Đó. Thấy chưa? Đó, bây giờ mình tắt nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Thì cái này mình nhắc lại, lắp công tắc phụ chống trộm cho xe quay hoặc là xe rim hoặc là các dòng xe số, bất cứ xe nào, nếu mà mình làm xiên á, mình tháo được ở bên hông ra là nó sẽ lộ ra cục mugin sườn nè. Đó, thì chúng ta tiến hành mình cắt một cọng dây mát nhỏ nè, cắt ra làm hai, phân hai ra, rồi mình tiến hành mình cho vào bên công tắc. Lần trước là mình không có tách mát theo cục này mà là mình tách mát theo cục IC, do lần trước IC nó nằm ở trên yên, mình thao tác nó dễ, hạn chế tháo dàn áo. Còn lần này là mình thao tác trên xe quay nghe cả nhà, và ghim cũng vậy, thì cục mugin sườn nó cũng nằm đây. Đây nè, là cái cọng dây mà nó chèn xuống dưới mugin nè. Nó thường thường cái này là người ta gọi là mugin sườn nè mọi người. Nó đó, chúng ta tách mát này thì nó ngắt lửa, điện đồ vẫn còn y thin. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình quấn băng keo lại thôi. Cái này gắn công tắc ở đâu anh Dậu? Lắp công tắc phụ cho trên dòng xe quay thì cũng rất là đơn giản, quay, ghim hay là các dòng xe số chúng ta đều lắp theo phương thức này được nha mọi người. Đó chính là tách một cọng dây mát nhỏ nè, phân hai rồi cho vào công tắc. Đó, cả nhà nãy giờ xem có chi tiết chưa? Thì ai chưa hiểu về vấn đề gì cứ comment vô. Cứ comment vô đi rồi Nghĩa sẽ cố gắng Nghĩa trả lời comment cho, để giúp cho mọi người nè dễ hiểu nhất, làm được thành công. Còn
trên xe quay này để bảo vệ riêng tư cũng như là bí mật cho gia đình. Cho phép Nghĩa cắt bỏ đi khúc mà mình lắp vị trí công tắc ở cái nhà. Còn trên xe của Nghĩa thì nó là thuộc là chia sẻ, cho nên Nghĩa phải cố gắng, Nghĩa chia sẻ một cách là chi tiết nhất, chân thật nhất. Thì video đó có rất là nhiều người comment vào nói là đã lắp chống trộm mà còn quay clip chỉ chỗ gắn công tắc thì cũng như không. Thì thật sự mình, đối với mình thì không quan trọng, chủ yếu mình làm sao mình chia sẻ clip, mình hướng dẫn mọi người là một cách chi tiết nhất, cặn kẽ nhất, để người xem người ta dễ hiểu, người ta có thể làm theo được thành công. Còn kể từ đây thì sao, nếu mà hữu duyên Nghĩa có lắp cho xe của ai ở cả nhà thì cho phép Nghĩa cắt đi mà mình lắp vị trí công tắc để bảo vệ tính riêng tư cũng như là kín đáo cho gia đình. Còn bây giờ cả nhà có hiểu chưa, thì mình sẽ giải thích lại một lần nữa rồi Nghĩa kết thúc video nha mọi người. Đây, trên các dòng xe số thì đều có cục mugin sườn, là cục đen đen truyền dây xuống dưới mugin này mọi người. Chúng ta không cần gã ra gì hết. Ở thân sau nè, mặt sau này sẽ có một sợi dây nhỏ nhỏ đây. Đó, chúng ta chỉ việc tiến hành cắt ngang làm hai, rồi đưa dây của công tắc vào, nối hai chân vào, thế là xong. Rồi là coi như chúng ta đã có một chiếc công tắc phụ chống trộm nha mọi người. Đó, đơn giản vậy thôi. Còn vị trí lắp công tắc này á thì tùy mọi người thôi. Mình muốn lắp ở đâu thì tùy chúng ta. Đó, còn trên đây thì Nghĩa xin phép là không có quay giống như clip trước nữa. Rồi ok. Ai có ý định là lắp trên xe nào á, cứ comment vô đi. Rồi Nghĩa sẽ, nếu mà có thời gian, có thời gian rảnh, Nghĩa sẽ làm trên xe đó. Thì cũng có khán giả đã comment cho Nghĩa là lắp trên xe tay ga đi anh, trên Vision đi anh. Rồi có người thì comment kêu Nghĩa là lắp ở trên Future FI được không này kia các kiểu. Thì Nghĩa cũng thật sự rất là cảm ơn, bởi vì có comment tức là có sự quan tâm, có sự đồng cảm của mọi người. Thì nếu mà có thể, có thời gian thì Nghĩa sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp những clip sau nữa về các dòng xe khác nữa. Do Nghĩa đang hoạt động 2-3 kênh cho nên thời gian cũng rất là hạn chế, và cũng thường xuyên đi tỉnh ở cả nhà, cho nên có khi Nghĩa chia sẻ clip lên nó cũng sẽ không có đồng bộ, không có đều á cả nhà. Cả nhà xem kênh thông cảm giúp Nghĩa nha. Cô chú anh chị em nè, nếu mà thấy clip của Nghĩa hay, tặng cho Nghĩa một like, một đăng ký kênh để ủng hộ, khích lệ tinh thần Nghĩa nha mọi người, để Nghĩa có thêm thật nhiều động lực để có những ý tưởng nè, có những clip hay chia sẻ đến với mọi người. Hôm nay sẵn đây Nghĩa cũng xin công bố với mọi người một tin vui sắp tới đây. Thì sau khi mà Nghĩa sắp xếp công việc ổn định hẳn hoi hết rồi, thì thời gian sắp tới đây Nghĩa sẽ đổi tên kênh Hoàng Nghĩa Channel của mình thành tên Chợ Tổng Hợp Hoàng Nghĩa Channel. Đó, tại sao gọi là Chợ Tổng Hợp? Tức là Nghĩa sẽ đưa tất cả mọi người lên trên kênh này, có thể mua bán được bất cứ thứ gì có thể mua bán được. Nghĩa sẽ làm một nhịp cầu, đưa người bán gặp trực tiếp người mua, đưa người mua tìm được những sản phẩm, những món đồ mà mọi người cần tìm. Ở gia đình của chúng ta nè, có những sản phẩm gì muốn bán, cứ comment vô cho Nghĩa. Nghĩa sẽ tới quay, rồi đăng lên cộng đồng mạng để giúp cho mọi người tìm được người mua. Còn ai là người mua, cứ comment vào. Cần mua gì đó, cứ comment vào. Vì sau khi Nghĩa đọc comment đó thì Nghĩa biết được là khán giả đang cần tìm gì. Thì khi Nghĩa gặp thì Nghĩa cũng sẽ thông báo cho. Cứ comment vào, cứ comment vào đừng có ngại. Kể từ hôm nay, Nghĩa sẽ cố gắng vì tất cả mọi người, tạo một cộng đồng lành mạnh nè, đưa tất cả mọi người đến gần nhau hơn. Tức là Nghĩa sẽ đi khắp nơi, nhận quay review,
quảng bá cho các thương hiệu. Nói chung là bất cứ thứ gì có thể mua bán được. Nếu mà có duyên, Nghĩa tới quay chia sẻ lên để giúp mọi người tìm được người mua, sớm bán được sản phẩm của mình nha. Cứ comment vào, đừng có ngần ngại. Hoặc là liên hệ với Nghĩa, gọi theo số hotline ở trên màn hình, Nghĩa đã ghi ở trên màn hình đó cả nhà. Cứ comment vào đi, rồi Nghĩa sẽ tới quay. Bạn muốn bán sản phẩm gì đó, giá hay sao đó, thì cứ comment vào, rồi liên hệ với Nghĩa, cho địa chỉ, Nghĩa đến, Nghĩa quay, Nghĩa đăng lên, chia sẻ lên để giúp cho bạn sớm bán được sản phẩm nha mọi người. Nếu mà thấy video của Nghĩa nè hay hữu ích, cho Nghĩa xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi Nghĩa. Có đôi khi các bạn sẽ cần đến Nghĩa nè, cần đến video clip của mình trong một lúc nào đó.